Theo ghi nhận tại các chợ truyền thống cho thấy, giá gạo thơm các loại hiện nay dao động từ 14.000 đến 18.000 đồng một kg, gạo cao cấp từ 22.000 đồng một kg đến 24.000 đồng. Theo các tiểu thương, giá gạo bán lẻ đã tăng từ 2.000 đến 6.000 đồng một kg tùy loại so với một tháng trước. Đây cũng được xem là mức tăng kỷ lục trong nhiều năm trở lại đây. Từ thời điểm giá gạo tăng thì sức mua của người dân cũng giảm hẳn, khiến việc buôn bán của các tiểu thương nhỏ lẻ cũng trở nên khó khăn hơn. Giá cả là có như từ khi 15 cho đến nay là 13, nhưng mà đến khi dạy lên là có như một ngày dạy trong hàng ngày, có khi là một ngày mà có như lên 2-3 giá, mà giờ chứ là đột nhất là lên 17, 18, đến 19, cho bọn tôi đi mua cũng rất là khó khăn, bởi vì là mua thì mua giá thấp. Mà khi đến lên vọt lên cao quá chứ thì phải bán lên cao chứ dần dần, nhưng mà cuối cùng là họ cũng là rất là phản đối. Nhưng mà cuối cùng sao dần được phân tích nói đi, vì giá cả thị trường ngoài cao nên gì bọn tôi bán cao cho tôi ngưng rửa. Không chỉ các tiểu thương bán lẻ gặp khó khăn mà các doanh nghiệp kinh doanh chế biến lương thực số lượng lớn cũng đang chật vật với các hợp đồng xuất khẩu bởi lo ngại nguy cơ thua lỗ nếu giá lúa tiếp tục tăng theo từng ngày. Theo các doanh nghiệp cho biết, giá tăng là do nguồn cung đang bị bỏ hẹp, cộng với giá gạo thế giới đang lên cao, kéo theo giá gạo trong nước cũng tăng theo. Về doanh nghiệp, cái sự tăng vọt của giá cả thì làm cho các doanh nghiệp là vấn đề rất khó khăn trong vấn đề là định hoạch được giá cả để kinh doanh, rất khó. Và cụ thể là giống như cái giá nó tăng cao cho nông dân là hàng ngày, từng ngày một nó vọt. Vọt nhân, nhưng mà bên cạnh là của những cái anh thu mua để kinh doanh á, thì không thể là tăng cao theo cái mức mua, bán không cao bằng mua, nên vấn đề là sai sạt như chúng tôi cũng đang gặp nhiều khó khăn. Việc giá gạo liên tục tăng cao trong thời gian qua và chưa hề có dấu hiệu dừng lại là thách thức đặt ra cần nhanh chóng giải quyết. Hy vọng trong thời gian tới, với việc các cơ quan ban ngành tiếp tục theo sát các biến động thị trường và đưa ra những giải pháp kịp thời, đảm bảo đầy đủ nguồn cung cũng như bình ổn được giá gạo, góp phần ổn định thị trường.